Một người đàn ông tưởng sẽ thoát nạn khi nhảy xuống sông để trốn voi thì không ngờ lại bị cá sấu tấn công tới mức trở thành người tàn phế. Câu chuyện rất hy hữu này đã xảy ra tại Zimbabwe. Winder Sene, 43 tuổi, tuần trước đang đi câu cá tại sông Libizi phía tây Zimbabwe thì bị một đàn năm con voi tiếp cận và đuổi theo. Để tránh bị chúng dẫm đạp, Winder quyết định nhảy xuống sông và cố bơi qua bờ bên kia. Tuy nhiên, anh này lại bị cá sấu tấn công anh nhảy lên lưng con cá sấu cưỡi nó trước khi thọc cánh tay mình xuống cổ họng con vật để bịt miệng nó người bố ba con này đã hét lên cầu cứu khi con vật ngoạm luôn cánh tay của anh sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Weeders vài người đã bơi xuống sông và lấy một khúc gỗ để bách miệng con cá sấu ra khi nó bơi đi Weeders được đưa tới bệnh viện Pilo anh phải cưa bỏ một bên cánh tay và một cẳng chân sau khi biết về hoàn cảnh của Weeders một nhà hảo tâm đã gửi tặng anh một chiếc xe lăn